Vâng, xin được chào toàn thể mọi người ạ. Vâng, đi hôm nay em có những mặt hàng sau đây. Ở trên đây. Ở đây thì em có mấy bộ cờ lê miệng mà. Được mấy bộ. Rồi đến mở lết này. Và để đặt hàng thì xin liên hệ em theo hai số điện thoại ở trên cái tên clip ạ. Vâng. Có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại đó. Còn giá các mặt hàng này là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đối với đơn hàng nào mà chuyển khoản ấy, thì em sẽ bao ship ạ. Còn đơn hàng nào ship code ấy, nhận hàng và trả tiền ạ, thì em chỉ hỗ trợ thêm một phần phí ship thôi chứ không bao ship. Và cái phí ship code tối đa cho một đơn hàng nó là 30.000, nhiều nhất là 30.000, còn lại thì em sẽ phụ thêm ạ. Một số thông tin thêm về giao dịch mà người quan tâm có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của video đấy. Đấy, và chi tiết nữa. Đây, đầu tiên là số 1 là gồm bộ có 4 cây tô vít đóng. 4 cây tô vít đóng gồm vô xeo. Thì có 3 cây này là dấu cộng BS1, BS2 và BS3. Còn cây dấu trừ này là trừ 6. Dạ vâng. Đây, dạ vâng. Đây phần mũi đó. Rồi, cái BH1 này. BH2. BH3 đây. Cái BH3 này thân nó 8 ly. Còn cái BH2 thì thân nó 6 ly. Cây đấy trừ 6 thân cũng 6 ly. Và bộ 4 cây này thì ở cây lớn nhất nó chiều dài nó được là 28 phân. Cây nhỏ nhất chiều dài nó là 18 phân. Rồi đây bỏ nó. Cái này thì đầu nó có năm châm. Người bộ số 1 này. Bộ số 1 này là 320. Và số 2 là cây kìm cua. Đây, kìm miệng cạp này. Cái này thì còn tốt. Chiều dài của nó 165 mm. Cái lưỡi này nó tầm 12 ly. 12. Rồi cái này số 2. Số 2 là 120 g. Rồi cái số 3. Rồi. Ở số 3 thì cái vòng mở ống ấy, mở đường ống ra vào. Cái này nó mở được ống từ 18 đến 32 mm. Cái này thì tháo được ra, đầu phải tháo ra được. Đây mình sử dụng đẩy theo chiều mũi tên này, bên này. Cây này chiều dài của nó là được 18 cm. Rồi cây số 3 này. Cây số 3 này là giá là 140. Rồi cây số 4. Số 4 thì cây cà lê mà nhanh này. Cà lê răng này. Cái này là
của tốp chiều dài là 200 mini tốp này. Dạ vâng. Phần răng đó. Nhỏ cây này nó mở được khoảng từ nhỏ nhất tầm 6 ly, lớn nhất tầm 24 ly. Nhỏ cây này số 4 á, số 4 là 104. À, cái số 5 đó. Rồi số 5 là cái kiểm tuốt dây của ông Vercel. Kiểm tuốt dây Vercel này. Rồi cái lỗ tuốt dây nó không phải 0.9 này. 1.25 này, 2 này, 5, 3.5 và 5.5. Đó, có 5 lỗ tuốt. Ở đây tuốt. Rồi cây này số 5 ạ. Cây số 5 là giá 280. Rồi cây số 6 này. 6 là cái kìm bấm cốt của Mọc Vèo. Ở đây cái lỗ bấm cốt này, cây này là mini, nó đầu có một là 0.5 này. 0.5 này, 1.25 này, 2 này và 3.5. Đây có mê tin da vàng kìa này. Okay. Rồi, các chức năng còn hoạt động tốt nhé. Đây. Đó. Bóp phải cỡ vào nhà ra. Ok. Ở cái này số 6 ạ. Cái số 6 này giá là 180, cái chiều dài của nó là đấy, được 17,5. 17,5 cm. Cái số 7 cái mấm cốt mặc veo luôn. Đây cái vào cốt là 1.25, 2 này, 5.5 và 8 à. Ở cây này thì cái vỏ nó bị rách này xíu cái này. Rồi còn trên thân này thì sáng bóng. Ok. Rồi, cây này chiều dài có là 26 cm. Và cây số 7 ạ. Cây số 7 giá là 250. Rồi, số 8 này. Số 8 là bộ cờ lê miệng của sang cây hai, rồi hai đầu miệng. Đây xem. Rất là đẹp luôn. Rồi bộ này có 6 cây. Có 6 cây. Rồi, bộ này của săn cây này, săn cây số nhỏ nhất là 5.5 này đến 7 này, 5.5 7 này. Rồi, 8 10. 8 10. Rồi, 10 12. 11 13. 14 17. Và 17 19. Rồi các số là 7, 5.5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 và 19.
Vâng, rồi bộ này có tất cả là 6 cây đấy. Rồi, cái này là số 8, số 8 là giá là 280, 6 cây. Này, bộ số 9 này của bộ số 9 thì của Hô Gian. Này là 22, 24, 17, 19. Rồi, đây 12, 14, 11, 13, 8, 10 và cái này là 7, 9. 6, số này là 6. Các số 6 này, 7 này, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24. Rồi, zit này ra bằng. Ok. 2 4 6 cũng 6 cây. Rồi, đây phần miệng. Rồi bộ này số đây là bộ số 9 ấy. Bộ số 9 là giá là 320. 2 4 6 cây. Rồi, đây bộ số 10. Số 10 là của Sanki, Sanki dấu dít này, 8 9 này. 10 12 này. 11 13 này. 12 14 này. 17 19 21 23 22 24. Rồi các số là 8 9 10 11 12 13 14 17 19 21 23 21 22 23 24. Thì có hai số trùng nhau là số 12 thôi. Có 10 với 12, 12 và 14. Đó. Này dấu dít cái này. Mười bảy mười chín này. À, bộ này có 7 cây ạ. Đây là phần. Đây, bộ này bộ số 10 ạ. Bộ số 10 là giá 330. Có mấy cây cũ hơn xíu này, như cây cây này thì ta được rồi. Bộ số 11 rồi, 11 là của săn cây. Đây, để xem phần miệng này chưa. Đấy, cây này em nợ ở rất là kỹ rồi đó chứ không phải. Cái miệng còn nguyên nữa, không có sứt mẻ gì ạ. Okay. Sân cây 7, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 17,
17 19 à, cái này có hai số, số 17 à, 21 23 và 22 24. Ok. Đó, các số đó là bắt đầu từ 7 7 8 7 8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24. Đó. Rồi, còn rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, như bộ số 11 này, bộ số 11 này giá là 400. Rồi, bộ này. Rồi, bộ này của tôn này. Số 8, số 9 này. À, 8, 10 này. 11, 13, 12, 14. À, bộ này thì có cây, cây này 16, 18 nữa. 16, 18 ít dùng nhưng mà cũng hiếm có lắm. Lâu mà gặp mấy con ốc 16, 18 mà đi kiếm mấy cái khóa mở là cũng mệt nữa. Đó, 16, 18, 17, 19, 21, 23. Cái này thì cũng của tôn nhưng mà nó kiểu khác. Đây, tôn nó dít. 21, 23, 22, 24. Đó, có 2, 4, 6, 8 cây. Đây, còn mặt bên này. Những bộ này thì em lựa lâu lắm mới được bộ chứ không phải là đây là lấy được nguyên vẹn từng bộ đâu. Thì lâu lâu gặp lấy được từng cây một thôi chứ về về là để dồn vào giờ mới được hô được mấy bộ rồi. Được, ok. Lại rất là đẹp luôn đó. Đây bỏ lại số 12 ạ. 12 là giá 430. À, bỏ lại bộ. À, bộ của tốp luôn. Đó. Đây bộ này thì còn à, kiếm được nguyên vẹn luôn bộ. Cũng từng cây ráp cũng kiếm được từng cây ráp vào một chứ không phải nó có nguyên này. Này số là 5 5.5 7 8 10 11 13 12 14 17 19 22 24. Rồi. Mấy bộ này cũng gần như là mới hết, cây lạo mới tinh. Rồi, top 5.5 7 8 10 11 13, cây này thì còn giấy, còn tem luôn. Mười hai, mười bốn. Mười bảy, mười chín, đồng bộ, ok. Và 22, 24 nữa. Giá bằng. Đây, bộ này số 13, giá 13 là 420. Rồi số 14, 14 là cây mỏ lết rang này. Cây này thì nó 150 mini. 150 mini nó tơ. Đây, giá bằng. Rồi, cái này nó so nhú này. Ok. À,
cái này miệng nó mở được là tầm 20 25 24 đi. Okay. Này số 14 á. 14 là 130. Số 15. Ở 15 này mỏ lết đây, đây mỏ lết ngang. Cây này nó dài là 280 mm săn cây. Săn cây. Này ra băng này. Đó. Đó, cái này miệng rất là đẹp. Đó, cái này miệng nó mở được là 74 ni. 74. Đó, số 15 270 ạ. Rồi cây 16 là cây mỏ lết thường. Cây này nó 250 mini. Đó, 250 của top. Top dấu zip này. Này giá bao. Rồi ok. Rồi đổ rơ đây ok. Rồi cái này 16 á. 16 là giá 170 ạ. Rồi cái 17. 17 thì cũng bỏ lết 250. Rồi, 250 của Notter. Rồi cái này có vỏ nhựa. Notter ra vào. Cái này thì bị chóc xì mấy chỗ đây. Chóc xi. Cái miệng nó bị chóc xi thôi. Okay. Ok, cây số 17 ạ. 17 là 200. 18 là mỏ nết rồi. Cái này 300 mini, 300 mini Sanki. Rồi giá bằng. Rồi miệng còn rất là đẹp luôn. Rồi cũng gần như là không có luôn. Đây số 18 ạ. 18 là 220. 19. 19 thì mỏ led 375 ạ. 375. À, 375 hit này, strong hit. Ok, cây lớn này mà còn mới nguyên vậy là rất là hiếm luôn ạ. Rất là ít khi gặp được mà cây xay lớn này mà còn mới tinh này. Đây. Ồ, còn sáng bóng luôn. Đây chỉ có một cái dấu đây. Cái dấu cấn nó ở đây, à, bên ngoài. À. Ok. Rồi, miệng. Chỗ này thì nó bị chóc xi thôi. Rồi đổ rơ đây. À, cũng gần như là không á. Ok. Ở cây số 19 á. 19 là 450 ạ. Chiều dài là 375. 375. Rồi số 20 cái mỏ led Notter. Notter 300 mini. Ra vào.
lết răng. Đây, không không phải mỏ lết răng, mỏ đó, mỏ lết đây miệng bằng ạ. Miệng. Ở miệng này thì nó thiết kế để mở ốc nục giác này. Đây, ốc. Rồi, miệng còn rất là đẹp, không có bị cấn nữa. Rồi. Cái này, chiều này nhỏ nhất nó là 20 á, còn lớn nhất đây mở được tầm 50, 60 nị. Rồi lên đây nó được 60 á. 60 nị. Rồi cây số 29, 29 á, cây 20 là 209 á, số 20. hai mươi mốt cái cần tiếp này của thằng Tôn. Tôn rồi. Tôn đi ra vào rồi đầu 1/2, đầu này 1/2. Ok, cái này chiều dài của nó là 3 tấc, 30 cm. Rồi, số 21 là 230. Số 22. Cũng của Tôn đó. Tôn đâu. Rồi đầu này cũng đầu 1/2, 12,7 ni, cạnh 12,7. Ở chiều dài của nó là 38 cm, cây này 38, cây rất là chắc chắn luôn. Okay. Rồi số 22 là 206. Rồi 23 cùng cây cùng loại nữa, 23 của Tôn này. Ra vào. Đầu 1/2 nó. Ok, bi. Rồi cây số 24. 24 206. Rồi chiều dài cũng là 38 á. 38 cm. Ok. Rồi cây này, rồi, một cây là số 22, cây số 24 á. Rồi không có số 23. Okay. 24 số 25. Rồi 25 là cây cảo ép của cái này của Lotte. Rồi cái này thì nó đây lót tờ, con lót tờ đây mà nó bị mờ, con Tôn. Rồi cái này thông số của nó là, đây nó mở được 20, độ mở được nó là 2 tấc, rồi còn khoảng không nó được 1 tấc, chỗ này là 1 tấc, 10 cm. Rồi răng còn đó. Cái này thì nó dính ít xỉ hàn này nhé, nào lấy về mài đi thôi, mài. Dính bên ngoài thì rồi cái loại này nó lại rất là dày đó, cái cạy cái bề dày của nó là 10,5 ni, 10 ni rưỡi đó. Còn cái bề ngang này nó là 21 cm, 21 ni, còn cái này là 10 ni rưỡi. Yeah. Rồi loại này rất là dày luôn. Ok. Đó, còn đây là 2 tấc.
Rồi số 25 ạ. 25 giá là 270. Là 26. 26 thì săn kỳ. Rồi săn kỳ. Ở cây này của nó là dây miệng nó mở được 1 tấc 100, còn không nó 100, còn đây 100. Miệng mở 100 luôn, 100 ni. Ở cây này thì còn như mới nữa. Đây. Ở đây nó còn cái tem giá nữa. Gần như là chưa thấy sử dụng luôn. Rồi cây số 26 ạ. 26 là 280 cũng là cũng loại dày đấy, loại đấy. Cái này là 10, 10,5, này là 10, 21. Rất là dày. Okay. Rồi, 27, số 27 là một cặp kìm. Đây, cặp kẹp, kìm chết, kìm kẹp ạ. Nó giống như loại hoạt động giống như kìm chết đấy. Một cái miệng nó dạng. Đó, kẹp chặt rồi. Cái loại này thì của Kakuta đây. Kakuta nhiều cái kìm kẹp rất là hay rồi. Kakuta. Rồi ta điều chỉnh như vặn là một cái này. Rồi cây này thì nó mở lớn nhất đây. Nó mở lớn nhất là được 85 ni. Rồi 8 phần rưỡi. Kẹp chết. Ở đây thì cây đây thì nó có đây, loại này nó có cái thanh răng ở đây, cái ren vít ở đây. Rồi. Ở đây ốc vặn này đưa cái miệng ra. Ok. Ok, Kakuta. Cái trong đây là có cái rãnh để giữ cái miệng này nó không bị nắc đi à. Chứ không phải bị nổi gì. Rãnh thì đây có con vít, đây có con ốc. Okay. Rồi một cặp này. Cặp số 27 ạ. Cặp số 27 là giá là 500 540, 270 cây. Nó kẹp lớn nhất được là 8,5. 8,5 cm. Số 28. 28 cái bố đinh đó kêu. Đó kêu mấy tên da vàng. Kiểu made in Java. Rồi cây này số 28 á, 28 giá 170. Nó nặng là 450 g. Rồi cái đầu búa là nhỏ. Okay. Rồi nó chiều cao được 10,5. Chiều dài đây được 28 cm.
nhỏ nhỏ nhá. Đó. Rồi số 28 là 107. Rồi số 29, 29 thì búa của ba cô ma. Đây, ba cô ma mấy đi. Mấy đi ra vào này. Rồi, thân này thì còn sáng luôn. Mặt lưới này, ok. Ok, cái này chiều cao của nó là 13,5. 13,5, chiều dài đây nó được 35 cm. Số 29. 29 thì giá là 230. Nặng là 650 g. Chín là 30, 30 là bố bi OH, 10 bố bi OH cán bằng nhựa, đó, cán nhựa tay cầm cao su đây, đẹp, rồi OH này, da vàng này. Đầu búa là size 1 LBS là 450 gram ạ. Rồi cái búa cái này số 30 ạ. 30 nó là 560 gram cả cán ạ. 30 là 170. 31 cái búa tạ chữ thập ạ. Búa tạ thập. Đây chữ thập. Rồi búa OH này. Búa OH này đầu búa 2 LBS này, 900 gram. Rồi. Và cái này số 31. 31 là nặng, nó nặng là 1 kg, giá là 230. Đây chữ check mark mà nó mờ mờ. Nó bị mờ vậy. 23 đó. Bạn số 31 chứ. Cái này số 31 230. Số 32 là cái thùng đồ nghề, thùng toolbook mà. Ồ, thùng à. Rồi, ok. Rồi, rất là đẹp. Rồi, quay sách thay đổi. Rồi, thùng số 32 ạ. 32 là nó dài 34 này, 34 này, 15 này, 9,5 này. Đó, chiều cao. Và nó nặng là 1 kg ạ. Rồi. Rồi, số 32 này giá là 180. Rồi, số 33. 33 giá này. 33 chiều dài là 34, 34 nhân 15 nhân 10. Nặng 1,2 kg thôi, rất là dài. Ok. Vâng, cái số 3, thông số 33, 33 là giá là 200, còn thông số của nó. Rồi, thông 34. Thông 34 là thông của Tozo đó. Tozo. Rồi, thông rất là đẹp rồi, ok.
quay sách đây rồi. Rồi thùng này chiều dài là 36 á, 36 nhân với 15, chiều cao là 10. Đó, cái phần cao nhất là 10 đó. Rồi, nặng là 1 kg 2. Rồi, số 34 giá là 209. Ok. Bị chóc sơn chứ nào. Làm cũng tổng cũng tô rô nhưng mà số màu xanh lá, xanh lá này. Okay. Thùng 35. Thùng 35 chiều dài cũng 36, 15, 10. Đó. Cũng một nặng 1 kg 2. 35 là 209 luôn. Vâng, xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.